thị trường của nghề mi có rất nhiều dòng mi khác nhau với nhiều chất liệu khác nhau. Để biết được những cái chất liệu của các dòng lông mi đó phù hợp với kỹ thuật nào thì trước tiên chúng ta phải nắm rõ những cái thông số của lông mi về độ dài, độ dày, độ cong nha. Ở đây Honey sẽ cho mọi người biết được cái sự khác biệt và cái độ ứng dụng của từng độ cong. Đầu tiên sẽ là 4 độ cong, đó là độ cong B, độ cong C, độ cong D và độ cong U. Mọi người mình ghi nhớ nha, chúng ta chỉ xài lui xài tới những cái độ cong này thôi, không có nhiều đâu, nên là chúng ta nên học thuộc luôn. Độ cong B này là một cái độ cong rất là ít cong, tí xíu Honey sẽ cho mọi người coi. Độ cong này nó sẽ dùng cho những ai mà người ta không muốn cong nhiều, muốn nối một bộ mi tự nhiên thôi, giống như mi thật của họ thì rất là phù hợp. Độ cong C thì nó sẽ cong nhiều hơn độ cong B một tí xíu, nó sẽ dành cho những ai mà thích cái độ cong tự nhiên hơn một chút, cong ưỡn lên, nhìn bộ mi của họ giống như khi họ bấm mi vậy đó. Cái thứ ba đó là độ cong D này thì nó sẽ sắc sảo hơn, nó sẽ dành cho những ai mà thích những cái bộ mi nó thật là lộng lẫy, thật là đặc biệt, rất là phù hợp cho những ai mà đi tiệc hoặc là họ mong muốn một cái bộ mi cong mà không cần dùng tới mất thời gian để make up. Cái thứ tư nữa là độ cong U, đây là cái độ cong mà khi nối lên á, nó sẽ cong ngược lên, làm cho mắt của mình to như là búp bê, hoặc là ở Việt Nam mình thì thường gọi độ cong U này là độ cong tay á, thì nối lên nó sẽ giống như các cô nước ngoài vậy đó, nhìn trông rất là đẹp và sexy. Tiếp đến là ba cái độ cong đang rất là xu hướng hiện nay, chị nào mà mình làm mi thiết kế hoặc là mình muốn học nâng cao không thể bỏ lỡ được, đó là độ cong L, độ cong LC và độ cong LD. Đầu tiên sẽ là độ cong L. Độ cong L là một cái độ cong, mọi người mình thấy tất cả những cái độ cong L, LC, LD đều cong giống như chữ L vậy đó. Nhưng mà L sẽ là ít cong hơn, giống như là cong B của mình vậy đó. Thì LC nó sẽ cong nhiều hơn độ cong L, LD nó sẽ cong nhiều hơn độ cong LC, và cái độ dảnh của nó sẽ từ từ tăng lên. Thì đây là những cái độ cong mà lên mắt tạo một cái hiệu ứng rất là đẹp và rất là lạ nha, cực kỳ độc đáo luôn. Nên là các anh chị nên thử những cái độ cong này. Đối với Honey thì Honey hay làm độ cong LC và LD trở lên, tại vì đây là những cái độ cong nối lên giống như khi mình bấm cái mắt mắt make up gì đó, mình bấm ngược lên một cái là nó sẽ giật ngược lên luôn, làm cho mắt của khách rất là to, giống như cô gái Thái Lan, cô gái Hàn Quốc vậy đó, nhìn trông rất là sexy. Lông mi 0.03 là một dòng lông mi rất là mỏng và mình phù hợp cho các anh chị mà mình nối những cái bộ mi mega volume hoặc là bộ mi dày lên cọc lông mi rất là mỏng và rất là đẹp nha các anh chị. Độ dày 0.05 sẽ là độ dày hơi dày hơn 0.03 một tí xíu, nhưng mà nó cũng phù hợp để nối những cái bộ mi mega volume. Dành cho những khách hàng mà không muốn mỏng như 0.03 thì có thể chọn 0.05. Về 0.07, đây là một cái độ dày để chúng ta có thể là nối những cái bộ mi volume thông dụng nhất từ 3D cho tới 7D nha. Đây là một độ dày xài rất là nhiều, rất là thông dụng và khách hàng nào cũng yêu thích cái độ dày này hết vì nó không quá mỏng và cũng không quá dày. 0.10 sẽ là độ dày để chúng ta có thể nối mi classic hoặc là những cái bộ mi volume tự nhiên như là 2D hoặc là 3D. 0.12 sẽ là dành cho chúng ta để nối một cái bộ mi tự nhiên giống như chúng ta uống mi hoặc chúng ta bấm mi. Đây là một cái độ dày phù hợp để nối mi classic, hoàn toàn không nối được volume. 0.15 là một cái độ dày dày để chúng ta có thể nối mi classic, và đây là một cái độ dày mà thông dụng nhất khi chúng ta nối một sợi nha các anh chị. Mình sẽ cùng nhau điểm qua có bao nhiêu loại lông mi nha. Đầu tiên là lông mi Smart Fan. Đây là một cái dòng lông mi mà rất dễ dàng tạo fan, dành cho những ai không học tạo fan cũng có thể tạo fan được. Honey sẽ làm một cái video hướng dẫn cho các anh chị sử dụng dòng mi Smart Fan này vì nó rất là tuyệt vời. Dòng mi thứ hai đó là dòng mi Camellia. Đây là dòng mi mà nó so le trong từng chi tiết luôn. Thì sẽ có một cái video Honey hướng dẫn các anh chị sử dụng cũng như ứng dụng cái dòng mi này ra những cái kiểu mi thiết kế rất xuất sắc. Độ so le của lông mi này rất là nhiều và dễ khiến người đối diện ấn tượng. Dòng mi thứ ba đó là dòng mi truyền thống mà Honey đang bán chạy nhất ở trung tâm của mình. Dòng mi này có giá chỉ 54.000 thôi nhưng xài rất là tốt và ra những cái hiệu ứng mi rất là đậm và sắc nét. Đây là một cái dòng mi bình dân nhưng mà chất liệu của nó rất là cao cấp và ra được những cái bộ mi rất là có giá trị.
Dòng mi thứ tư đó là những cái dòng lông mi màu. Đây là nguyên liệu chính để tạo nên những cái bộ mi thiết kế bắt mắt và độc đáo. Các anh chị nào mình làm nghề mi không thể bỏ sót được những cái màu sắc của lông mi thiết kế như thế này được. Và có rất là nhiều màu sắc đa dạng khác nhau, hơn 50 màu khác nhau lận. Các anh chị mình nên sử dụng hết để mình trải nghiệm. Dòng mi thứ năm đó là mi fan sẵn. Những anh chị không thể tạo fan hoặc là mình không biết tạo fan thì đây sẽ là cứu tinh của các anh chị. Nối lên những cái bộ mi từ tự nhiên, dày vừa cho tới dày nhiều sẽ không khiến các anh chị mất thời gian, mà ngược lại giúp cho các anh chị tạo ra được một cái bộ mi nhanh, đẹp và gọn gàng. Dòng mi thứ sáu đó là dòng mi Wispy. Đây là một cái dòng mi chuộng về cái kiểu mi thiết kế. Và các anh chị có thể sử dụng những cái lông mi này nối lên một cái format trông rất là ấn tượng. Và Honey sẽ làm cái video về mi Wispy này cho các anh chị hiểu rõ.